Đây. Con tên là An Tôn Lê An Thắng, sinh năm 98, năm nay gần 21 tuổi. Con ao ước đi cha lâu rồi nhưng mà hồi nhỏ con có đi một lần. Bây giờ là lần thứ hai, hai trong đời của con. Con ước gặp cha nhưng mà bây giờ cha già ốm yếu rồi con cũng cầu nguyện cho cha với lại là con với lại là mẹ con cũng bị ốm đau gia đình con cầu xin cho gia đình con được sức khỏe dồi dào tràn nhiều ơn ân của thiên chúa ban xuống cho gia đình con và người trì đến mọi người rồi được rồi tôi gửi tặng cho anh cái máy nha xin chúa thôi nó, nó vậy được rồi rồi đây tôi tặng cho anh cái máy về nha rồi xin chúa dạ. chúc lành cho anh rồi anh lên bảo Tư già yếu không em mới được cái máy <laughs>